Chào các bạn, hôm nay thì mình nấu món chè đậu xanh ngon mát, dễ nhiệt cho ngày hè. Thì cách nấu vừa nhanh lại vừa đơn giản. Nếu thích món này á thì mình mời các bạn cùng làm nha. Thì để nấu chè, ở đây mình dùng là 200g đậu xanh. Mình dùng đậu xanh nguyên hạt á. Đây là bột khoai, mình dùng là 50g. Rồi tiếp theo là bột bán nè, mình cũng dùng 50g luôn. Rồi gông biển hay còn gọi là phổ tay đó, mình dùng một ít như vậy. Rồi đường phèn mình dùng là 250g. Các bạn có thể thay bằng đường cát nha. Rồi thêm xíu muối và ống hương vani nữa cho nó thơm. Cuối cùng là dừa nạo nè, mình dùng là 350g dừa nạo đó các bạn. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đậu xanh thì mình sẽ đem đi vo rửa cho nó thật là sạch. Cái phần đậu xanh á, nếu có thời gian thì các bạn ngâm trước á, nấu nó sẽ nhanh hơn. Còn ở đây thì mình vo sạch là mình đem đi nấu luôn. Rồi mình cho hết cái phần đậu xanh vào nồi để mình nấu nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây một lít nước lọc để mình nấu đậu. Bật bếp mình để lửa lớn luôn, nấu cho đậu nó nhanh sôi. Khi đậu nó sôi lên á, thì mình sẽ giảm lửa nhỏ lại mình nấu nha. Trong cái lúc nấu đậu á, thì mình đi rửa cái phần lỗ tai nè, là gông viễn khô đó. Không có thì các bạn có thể thay bằng núm mèo mình cắt sợi ha. Cái này mình bóp rửa nhiều nước để cho nó hết nhớt và nó hết cái phần nước đục luôn là được á. Rửa xong thì mình sẽ để ngâm xíu để cho nó nở ra. Rồi đến bột bán nè, bột khoai mình cũng đem đi rửa luôn. Phần bột khoai bột bán này nè, nếu mà ngâm trước á, cho vào chè nấu luôn á thì nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên thì nồi chè mình á, nó nhanh hư. Còn đây thì bột khoai bột bán rửa xong mình đem đi luộc để chè mình nấu để ăn được lâu hơn á. Nước sôi thì mình cho bột bán vào mình luộc trước. Bột bán thì nó nhỏ nhưng mà nó lâu chín hơn á, cho nên mình sẽ luộc trước khoảng 2 phút ha. Luộc trước được khoảng 2 phút thì mình cho bột khoai vào mình luộc chung nè. Cái này mình luộc thêm khoảng 5-6 phút nữa là được rồi đó các bạn. Tiếp tục thì mình đi vắt nước cốt dừa nè. Đây là 350g dừa nạo. Mình sẽ cho vào đây là gần 200ml nước lọc. Mình cho nước vào và mình bóp kỹ để cho nó ra được nhiều nước cốt á. Mình sẽ bóp vắt thật kỹ. Sau đó thì mình lượt qua gay. Mình sẽ thu được khoảng 250ml nước cốt dừa đó các bạn. Bột khoai bột bán mình luộc được 7-8 phút là nó trong như vậy nè, là được rồi đó. Các bạn đừng có luộc lâu nha, vì mình còn nấu chè nữa đó. Luộc xong thì mình đổ qua gay. Mình sẽ đem đi rửa sơ lại để lát nữa mình cho vào chè. Xong hết thì quay sang nồi đậu nè. Cái đậu lúc này nó nứt nó hơi bung rồi nè. Các bạn đừng có để mềm quá nha. Cho nó chín mềm mà nó còn nguyên hạt như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình cho hết 250g đường phèn vào luôn. Mình đảo lên cho đường nó tan ra. Sau khi đường tan thì mình cho thêm nước lọc vào. Nửa lít nước lọc mình nấu sôi nè, để nấu cho nó nhanh. Cộng với cái nước nấu đậu luôn là 1,5 lít đó các bạn. Cho tiếp cái phần bột khoai vào, bột bán đã luộc vào. Rồi cho cái phần gông biển đã ngâm nở vào luôn. Cho thêm xíu muối vào nữa để cái nồi chè mình được đậm đà hơn. Cho tất cả vào xong thì tiếp tục mình cho nước cốt dừa vào.
Đây là nước cốt dừa nhất, mình vắt đậm đặc đó các bạn, là 350g dừa nạo. Mình vắt ra mình lấy 250ml nước cốt dừa đó. Cho nước cốt dừa vào xong thì mình sẽ để lửa vừa, mình nấu cho nồi chè này nó sôi trở lại là được. Đây nồi chè nó sôi trở lại nè, là nó chín hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho thêm ống hương vani vào nữa, để cho chè nó được thơm hơn. Rồi tắt bếp mình khuấy đều nó lên. Đó, như vậy là nồi chè được rồi nè. Lúc này còn nóng thì mình nhìn nồi chè nó hơi loãng vậy thôi, nhưng mà khi nguội lại á, bột khoai bột bán nó nở ra là vừa luôn. Các bạn đừng có nấu đặc quá thì nó sẽ không có ngon. Đây cái nồi chè sau khi nó nguội lại nè, thì cái độ đặc nó vừa luôn các bạn ha. Thì chè ăn bao nhiêu á, các bạn múc ra bấy nhiêu. Còn lại thì mình cho vào tủ lạnh mình bảo quản, mình ăn trong 4-5 ngày ha. Rất là thơm luôn. Mình múc cái chén để mình ăn. Đây món chè đậu xanh thơm mát. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa nè. Đó cái độ sánh đặc rất là vừa luôn. Mời các bạn. Chè ăn có cái vị ngọt vừa, béo bùi của đậu xanh, nước cốt dừa, dẻo dẻo bột khoai bột bán, và sực sực của cái gông biển. Ăn ngon lắm các bạn. Có thời gian các bạn hãy nấu thử ha. Như vậy là có món chè đậu xanh của mình đã chia sẻ xong. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và mình chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.